Đó, giả sử như mình đã tải những cái ứng dụng SDS về smartphone và mình gửi qua Bluetooth cho cái chiếc Nokia C5. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài game trên chiếc Nokia C5 nha, cài game và ứng dụng luôn. Thì cũng có bạn đặt cái câu hỏi như vậy, trực tiếp trên điện thoại này luôn ha, không thông qua máy tính luôn. Các bạn sẽ vào cái trình duyệt của chiếc điện thoại này ha. Đó, các bạn tùy chọn và các bạn chọn trang web mới nè, chuyển đến trang web mới nè, thì các bạn sẽ bấm là cái link trang web để chúng ta tải cái trình duyệt quyền thoại ha, Opera Mini. Đó, chuyển đến nha. Nó sẽ kết nối qua 3.5G của thiết bị này. Thiết bị này thì không có hỗ trợ Wi-Fi nha các bạn. Đó, thì các bạn sẽ chọn tải xuống cái trình duyệt Opera Mini 7.1 dành cho hệ điều hành Symbian. Tất nhiên cái chiếc điện thoại này vẫn hỗ trợ chạy cái ứng dụng Java nha. Các bạn tải cái phiên bản SIS hay là Java cũng được, nhưng mà các bạn nên tải SIS thì nó sẽ tương thích tốt hơn nè. SIS của nó nè, cái đuôi SIS. Đó, nó tải xong rồi rất là nhanh ha. Bây giờ sẽ mở lên và chuẩn bị cài đặt nè. Cài đặt có, đây là cái phiên bản 7.1 ha. Tiếp tục, còn nếu bạn cài bản Java hiện tại nó có đã lên cái bản 8 chấm rồi. Rồi, sau khi mà cài đặt xong các bạn sẽ vào cái phần ứng dụng nè, rồi cái phần lắp đặt ha. Rồi chúng ta đã có Opera Mini, thì từ cái Opera Mini này chúng ta sẽ tải game và ứng dụng. Các bạn chọn kết nối mặc định, chọn kết nối mặc định ha. Đó, rồi chấp nhận nha. Đây là cái lần đầu tiên nó sẽ hỏi như vậy thôi, thì các bạn có thể tìm kiếm ví dụ như là game cho Nokia C5. Đó, thì các bạn sẽ gõ cái từ phá trong cái ô tìm kiếm là game cho Nokia C5 hay là game Java, rồi hoặc là game SIS cho Nokia C5 ha. Thì cái thiết bị này nó sở hữu cái màn hình độ phân giải là 240x320. Đó, cho nên là nó sẽ tương thích rất là nhiều game Java, cho nên là các bạn có thể tải game Java cũng được ha. Đó, bây giờ đợi nó tải thôi. Đó. Rồi các bạn có thể chọn cái trang đầu tiên này cũng được, hoặc là những cái trang phía bên dưới cũng được ha. Nó có nhiều cái trang để tải game Java này kia lắm các bạn ha, nhiều trang lắm. Đó, thấy không? Các bạn thấy nó lướt vô nhanh không? Đó. Ví dụ cái game này là cái game đá banh đi, nó có cái dung lượng là 1.3 MB ha, các bạn sẽ bấm tải về máy nè. Đó, ví dụ thôi, mình sẽ tải một game cho các bạn thôi để coi là nó là game Java nha, cái dung lượng là 1.3 MB và các bạn chọn mở để tải về. Nó hiện ra cái màn hình này thì các bạn sẽ bấm vào cái phần cái ô download để tải nha. Những cái game mà cái dung lượng nặng như này như thế này nè, những cái game Java mà nặng như này thì chiếc điện thoại này nó dư sức gánh luôn. Còn nếu như những chiếc điện thoại ví dụ như Nokia 6300 đó thì nó sẽ không gánh được. Khi mà tải về nó sẽ tự hỏi các bạn có muốn cài đặt hay không ha. Các bạn sẽ bấm là có. Tiếp tục. Tiếp tục nha. Cài đặt. Rồi. Đó, sau khi mà cài đặt xong á, các bạn có thể ra để xem. Để xem là nó nằm, để coi mình nằm, nó có nằm trong thư mục game hay không ha. Thư mục trò chơi thì không có, nó chỉ có một cái game tích hợp sẵn trong máy thôi. Vậy là nó nằm ở cuối cùng nha. Để coi, không phải luôn. Vậy là nó nằm trong phần lắp đặt chung với Opera nè. Đó, đang nằm trong phần lắp đặt ha. Đó, rồi các bạn chỉ cái việc bấm vô và chơi thôi ha. Thì các bạn có thể tải những cái game khác. Đó. Đó, một cái game ha. Để coi mình chạy nền mấy thứ rồi. Đang chạy nền cái web nè đó. Thí dụ như những ứng dụng mà đang chạy nền đó này nè. Đối với cái hệ hình Symbian, đối với S40 thì các bạn thoát là thoát luôn. Còn cái này thì nó sẽ đang chạy nền nha. Đó, các bạn bấm nút Home nó sẽ đang chạy nền. Và muốn thoát những ứng dụng đang chạy nền thì các bạn sẽ bấm phím C và chọn có để thoát ra. Không thôi thì các bạn có thể vào trực tiếp ở trong cái ứng dụng luôn. Ứng trực tiếp như vậy và bấm chọn thoát. Để khi mà nó chạy nền nhiều quá thì nó sẽ hao pin nha. Tại vì hệ điều hành Symbian nó sẽ chạy nền thực thụ. Mình sẽ tìm kiếm cái từ khóa là Google Maps và Java ha. Đó. Rồi mình sẽ thử tải một cái phiên bản Google Maps Java về. Bản đẹp ha. Các bạn tải bản đẹp đi, tại điện thoại này cái cấu hình nó rất là cao mà. Đó, dung lượng là chưa tới 1 MB nha, tải về. Tất nhiên là các bạn có thể tải cái phiên bản SIS, nhưng mà SIS thì các bạn muốn cài đặt á thì các bạn phải xem lại cái video hướng dẫn cài đặt ứng dụng mà khi mà nó báo lỗi chứng chỉ hết hạn nha. Còn Java thì cứ tải về và cài đặt thoải mái thôi. Đó, bây giờ thử xem là cái Google Maps ở trên thiết bị này nó sẽ thể hiện như thế nào. Cho phép định vị, cho phép phiên bản này, cho phép phiên bản này. Cứ cho phép hết đi.
đọc cái chấp nhận tình đơn, vị trí của tôi hiện tại chưa có vị trí, nó cũng tương tự như là những chiếc E71 vậy. Hình như một thời gian lâu lâu nó mới tìm được cái vị trí của mình á. Video mình hướng dẫn các bạn là tải ứng dụng trực tiếp trên chiếc điện thoại này. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng cái phương pháp như là tải về máy tính rồi kết nối với cái cáp USB để truyền cái ứng dụng vào đây. Hoặc là các bạn có thể dùng một cái chiếc Android ha, một chiếc Android để tải cái ứng dụng về và gửi ứng dụng đó qua Bluetooth cho cái thiết bị này ha. Đó, giả sử như mình đã tải những cái ứng dụng SES về smartphone và mình gửi qua Bluetooth cho cái chiếc Nokia C5 và các bạn nhận có ha. Đó, mình sẽ gửi cái Google Maps phiên bản SES nè. Và một cái phiên bản ứng dụng lịch vạn niên, hoặc là bạn có thể tìm những cái game SES về để tải. Tại vì có những cái ứng dụng mà người ta tải lên MediaFire thì chỉ có những chiếc smartphone mới tải được thôi ha. Khi mà nhận được hai tin nhắn thì những cái tin ứng dụng game mà các bạn gửi đến cái chiếc điện thoại này thì nó sẽ nằm ở trong cái phần tin nhắn luôn, các bạn cứ nhấp vào và cài đặt thôi ha. Đó, cứ nhấp vào và cài đặt thôi. Cài đặt lịch vạn niên, chứng chỉ hết hạn. Đó, thì hai ứng dụng này nó báo chứng chỉ hết hạn nha. Và mình sẽ vào cái phần cài đặt ngày giờ để chỉnh lại, làm tương tự như cái video trước á, mình sẽ chỉnh nó thành là 2011. Đó, rồi. Xong, chúng ta sẽ quay lại cái phần tin nhắn nha. Cài đặt lịch vạn niên. Đó, là bây giờ khi mà trả đổi ngày tháng lại là nó cho cài đặt rồi nha các bạn. Đó, thì các bạn nếu cái điện thoại các bạn chưa hack thì các bạn có thể áp dụng cái phương pháp này để cài đặt những cái ứng dụng mà báo chứng chỉ hết hạn nha. Đó. Rồi Google Maps 4.1. Còn đối với những thiết bị cảm ứng N8, C7 rồi thì các bạn gửi Bluetooth thì nó sẽ nằm trong cái thư mục riêng chứ nó không có nằm trong phần tin nhắn ha. Rồi đây là Google Maps phiên bản SES luôn nè. Để thử coi nó có tìm được vị trí của tôi hay không. Ồ, tìm được rồi nè các bạn ha. Các bạn sẽ phóng to lên bằng cái số 3 và số 1. Phiên bản mà SES thì nó tìm vị trí rất là nhanh luôn. Cho nên mình nghĩ nếu các bạn đang xài C5, các bạn nên tải cái phiên bản SES và làm theo cái phương pháp này để cài đặt cái phiên bản bản đồ SES ha. Nó hoạt động vị trí rất là nhanh. Và bây giờ có thể là các bạn sẽ chọn cái lớp vệ tinh để chúng ta sẽ theo dõi được cái địa hình của nó ha. Ghê chưa? Các bạn thấy ghê chưa? Để xem cái bản Java của chúng ta là đó, đây là hai cái phiên bản Java và cái phiên bản Google Maps đang chạy ha. Phiên bản Java và phiên bản SES nha. Java thì hiện tại nó cũng đã tìm được cái vị trí luôn rồi ha, nhưng mà SES thì tìm nhanh hơn. Đó, thì các bạn có thể tải cái phiên bản nào cũng được. Rồi quay trở lại cái ứng dụng mà lịch vạn niên mình cài thử xem nó sẽ thể hiện như thế nào. Để coi nó nằm trong phần lắp đặt nè. Lịch vạn niên. Đó. Thì lịch vạn niên này nó sẽ có ngày âm và ngày dương. Hôm nay là chủ nhật ha. Và đây là giờ giấc, ngày canh ngọ, tháng quý tỵ. Nói chung là hiển thị rất là chi tiết luôn. Đó, các bạn có thể cài lịch vạn niên. Và tất nhiên sẽ có những cái ứng dụng và những cái game khác. Các bạn có thể áp dụng cái phương pháp này để cài trên cái thiết bị này. Vậy là mình vừa hoàn thành xong cái video hướng dẫn các bạn cài đặt ứng dụng trực tiếp trên chiếc điện thoại Nokia C5 và những cái phương pháp có thể kết nối qua máy tính này, hoặc là gửi Bluetooth từ những cái chiếc điện thoại smartphone qua. Rồi, các bạn nghĩ sao về cái video này thì các bạn hãy comment phía bên dưới video ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.